tỷ lệ vi lượng trong cây trồng là bao nhiêu? Tỷ lệ này thường rất nhỏ so với các chất dinh dưỡng chính như nitơ, phosphor và kali. Tuy nhiên, vi lượng vẫn đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển và hoạt động của cây. Dưới đây là một số vi lượng quan trọng và tỷ lệ thường thấy trong cây trồng. 1. Sắt, cân nhắc tỷ lệ khoảng 50-200 ppm, phần triệu, trong thân cây. Sắt cần thiết cho quá trình quang hợp và tạo ra chlorophyll, chất gây màu xanh lá cây. 2. Mangan, cân nhắc tỷ lệ khoảng 20-100 ppm trong thân cây. Mangan tham gia vào quá trình quang hợp và hỗ trợ các quá trình enzyme. 3. Kẽm, tỷ lệ thường nằm trong khoảng 20-100 ppm. Kẽm hỗ trợ quá trình chuyển hóa dinh dưỡng và tạo thành enzyme quan trọng. 4. Đồng, tỷ lệ thường nằm trong khoảng 5-20 ppm. Đồng là một thành phần của nhiều enzyme tham gia vào quá trình chuyển hóa. 5. Boron, tỷ lệ thường nằm trong khoảng 20-100 ppm. Boron hỗ trợ sự tạo thành tế bào và tăng cường cơ chế miễn dịch của cây. 6. Molybden, tỷ lệ thường nằm trong khoảng rất nhỏ, từ 0.11 ppm. Molybden tham gia vào việc chuyển hóa nitơ và cần thiết cho quá trình hấp thụ nitơ. 7. Niken, tỷ lệ thường rất nhỏ, thường trong khoảng vài phần ngàn ppm. Ni cần thiết cho việc hấp thụ nitơ và tham gia vào quá trình chuyển hóa nitơ. Cần lưu ý các giá trị trên chỉ là một khung tham khảo. Tỷ lệ vi lượng cụ thể có thể thay đổi tùy theo loại cây, đất, môi trường và yếu tố khác. Điều quan trọng là duy trì một cân bằng hợp lý giữa các chất dinh dưỡng, bao gồm cả vi lượng, để đảm bảo sự phát triển khỏe mạnh của cây trồng.